Văn hóa người Nhật từ lâu đã lấy tôn trọng hòa bình và sự gần gũi với thiên nhiên làm tôn chỉ. Quan niệm của người Nhật về cuộc sống luôn phải đạt chất lượng và có sự cân bằng. Và chính vì vậy, cảnh quan thiên nhiên xung quanh cùng ngôi nhà từ lâu đã được xem là hai yếu tố chính thể hiện được văn hóa, lối sống này của người Nhật Bản. Lấy cảm hứng từ hai nền văn hóa thời kỳ đỉnh cao của Nhật Bản là thời kỳ văn hóa Edo và thời kỳ văn hóa Kyoto. Với văn hóa Edo là văn hóa của samurai và thương nhân, và văn hóa Kyoto được xem là văn hóa của quý tộc và thị dân. Sun Beauty Onsen đã được chủ đầu tư Sun Group thiết kế để mang lại một hành trình văn hóa đậm chất Nhật Bản, không chỉ dừng lại ở từng chi tiết, từng vật liệu, mà còn ở tinh thần văn hóa và trải nghiệm sống. Xuyên suốt trong dòng chảy lịch sử và văn hóa của xứ sở Hoa Anh Đào từ xưa tới nay, người dân của đất nước mặt trời mọc luôn xem ngôi nhà của họ như một niềm tự hào riêng của dân tộc. Ngôi nhà chính là nơi phản ánh chân thực lối sống, cũng như cách thích nghi với khí hậu của con người nơi đây. Cũng chính vì lý do đó, các căn biệt thự tại Sun Beauty Onsen đã lấy cảm hứng từ 4 mùa trong năm với đại diện từ hương sắc của 4 loại hoa đặc trưng của Nhật Bản để chia dự án thành 4 phân khu. Và mỗi phân khu sẽ có đặc trưng theo màu sắc, vật liệu để thể hiện được tính cách của một mùa trong năm. Mùa xuân, hoa anh đào, sakura với tinh thần của sự tươi mới, trẻ trung mang đến ấn tượng ấm áp. Lựa chọn đặc trưng là mái dốc, màu sắc chủ đạo là trắng, kết hợp với những mảng tường màu nâu đất và ốp gỗ sáng màu cùng vật liệu tự nhiên mang đến cuộc sống tĩnh lặng và yên bình. Mùa hạ, hoa hướng dương Himawari lại là sự năng động, nhiệt huyết của mùa hè. Từ đó đặc trưng chính là mặt tiền với những mảng tường trắng và gỗ sáng màu. Trong căn biệt thự sẽ điểm xuyết những mảng tường gạch tối màu phù hợp với thế hệ trẻ năng động. Hệ mái phẳng đưa từ tường bao kết nối không gian bên trong và bên ngoài tạo ấn tượng sống động. Mùa thu, cây phong Kaede. Với sự nhẹ nhàng, trang nhã vốn có thì thiết kế căn hộ lại lấy đặc trưng mái dốc, mặt tiền với những mảng tường mang màu tối và gỗ đậm màu. Bên trong nhà kết hợp những mảng tường màu nâu đất mang tới cảm giác tĩnh tại, trầm ấm. Mùa đông, hoa mai Ume là tượng trưng cho sự sang trọng, đẳng cấp với đặc trưng từ mái thoải. Màu sắc chủ đạo là đen, trắng, kết hợp tường gạch sáng màu hoặc tường ốp gỗ đen mang đến ấn tượng của sự tối giản. Có thể thấy được rằng, đặc trưng của những ngôi nhà Nhật Bản hướng tới tinh thần đơn giản và không trang trí cầu kỳ quá mức cần thiết. Chính vì vậy, tuy được chia làm 4 phân khu với 4 cảm hứng thiết kế, phong cách, thiết kế ngoại thất riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu tạo một cảnh quan thành phố thống nhất. Và một điều đặc biệt tại Sun Beauty Onsen Quảng Sương, đó chính là nguồn khoáng nóng thanh xuân sẽ được phân phối đến từng căn hộ thông qua một đường ống bảo ôn nhiệt chuyên dụng. Cùng với đó, để đảm bảo được nhiệt độ phù hợp với mọi thời tiết và thời gian yêu thích của từng chủ nhân, các biệt thự đều được bố trí một phòng máy nhằm cung cấp một nguồn nhiệt riêng và theo nhu cầu. Nếu như ngôi nhà chính là đại diện tiêu biểu nhất, phản ánh lối sống tối giản, gần gũi với thiên nhiên và cũng chính là tính cách của chủ nhân, thì cảnh quan thiên nhiên xung quanh lại chính là đại diện cho chính văn hóa, suy nghĩ của họ. Tại Sun Beauty Onsen Quảng Sương, mong muốn mang lại một không gian Nhật Bản nhưng vẫn tôn trọng văn hóa bản địa. Các thiết kế cảnh quan nơi đây là đại diện của sự giao thoa và chắt lọc từ câu chuyện văn hóa, con người và thiên nhiên của hai đất nước Nhật Bản và Việt Nam. Để rồi từ đó, mỗi góc vườn, mỗi khu phố, mỗi tiện ích vừa tạo được ấn tượng đặc biệt, lại vừa tạo được cảm giác gần gũi, thân thuộc. Tại đây, công viên 4 mùa nằm trong khu biệt thự mang phong cách Nhật Bản và thiết kế cảnh quan sẽ có cùng ngôn ngữ với thiết kế kiến trúc. Ý tưởng không gian giao hòa giữa 4 mùa xuân hạ thu đông kết hợp với các yếu tố đặc trưng của Nhật Bản và Việt Nam sẽ được đưa vào thiết kế cảnh quan công viên. Nếu như đặc trưng của Nhật Bản chính là vườn đá, cổng torii sắc đỏ hay những cây phong lá đỏ mỗi khi chuyển mùa, thì đặc trưng của Việt Nam lại chính là những cảnh cổng vòm đá từ kiến trúc độc đáo của thành nhà Hồ hay truyền thuyết Chăm Trứng. Tất cả đã được khéo léo sắp đặt trong khuôn viên 2,62 ha của khu vực công viên trung tâm, khu villa của dự án. Công viên mùa xuân, hoa anh đào. Công viên mùa hạ, hoa hướng dương. Công viên mùa thu, cây phong. Công viên mùa đông, hoa mơ. Hồ cảnh quan. Clubhouse. Có thể thấy được rằng, với sự nghiên cứu tỉ mỉ cùng tư duy duy mỹ, Sun Group luôn mang lại cho bất kỳ những công trình, dự án một tinh thần và một câu chuyện xuyên suốt, rõ ràng, không lai tạp trong từng yếu tố kiến trúc, cảnh quan. Và giờ đây, tiếp nối quảng trường biển sôi động Sun Grand Boulevard,
hay khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông đa sắc màu Sun Riverside Village. Hãy cùng đón chờ một trải nghiệm mới từ khu đô thị nghỉ dưỡng dẫn nguồn khoáng nóng thanh xuân vào từng căn biệt thự phong cách Nhật Bản Sun Beauty Onsen